hôm nay ngày 25 tháng 4, thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Khu vực ven biển, nhiệt độ tăng từ 1 đến 2 độ. Về tối, nhiệt độ giảm dần, trời không mưa. Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong vài ngày tới, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng trên khu vực phía Bắc tỉnh. Người dân cần cảnh giác đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Dự báo thời tiết cụ thể ở các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, mây thay đổi, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, độ ẩm 61 đến 66%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ, gió đông nam đến nam cấp 2, độ ẩm 70 đến 75%. Huyện Côn Đảo, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, gió nam cấp 2, có lúc cấp 3, độ ẩm 74 đến 79%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 26 tháng 4 năm 2024, mực nước cao nhất 378cm vào lúc 4 giờ và mức thấp nhất 60cm lúc 22 giờ. Chất lượng không khí hôm nay ghi nhận ở mức tốt tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu với chỉ số AQI từ 26 đến 29. Riêng tại thị xã Phú Mỹ, chất lượng không khí ở mức kém, chỉ số AQI là 115.